Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu giống chó cảnh dễ thương nhất thế giới, Corgi. Corgi luôn dẫn đầu danh sách những giống chó được nuôi phổ biến nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Vậy tại sao người ta lại yêu thích giống thú cảnh này đến vậy? Chúng có nguồn gốc từ đâu? Đặc điểm ngoại hình và tính cách của chúng ra sao? Giá của chúng tại thị trường Việt Nam là bao nhiêu? Hãy tìm câu trả lời thông qua video dưới đây nhé. Giống chó Corgi, hay còn được gọi là Corgi queo chó chân ngắn, là giống chó chăn gia súc có nguồn gốc từ xứ Wales, nước Anh. Chúng có nguồn gốc từ pembroke Hu Uel, xuất hiện từ 3.000 năm trước. Có nhiều giả thuyết cho rằng Corgi chính là hậu duệ được lai giữa chó và hồn Thụy Điển và chó bản địa ở gu -u Chúng được lai tạo với mục đích chăn gia súc như vịt, cừu và cả các loại gia súc lớn. Khả năng chăn gia súc của chó Corgi là bẩm sinh. Chúng được gọi là những kẻ bám gót vì chó có ghi chăn gia súc bằng cách ngoạm vào gót chân của những con vật. Ngoại hình thấp bé, mập mạp tưởng chừng như chó có ghi hoàn toàn không liên quan đến việc chăn gia súc, Tuy nhiên chính điểm này đã giúp cho chó có ghi né, được những cú đá hậu nguy hiểm của gia súc lớn. Đặc biệt hơn cả giống chó này rất nổi tiếng được nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị cực kỳ ưa thích và trong thời gian trị vị của mình bà đã sở hữu hơn 30 chú có ghi. Bởi sự thông minh và ngoại hình đáng yêu mà nhiều gia đình đã nuôi có ghi như một người bạn trong nhà. Tại Việt Nam, chó có ghi chỉ được đưa về từ khoảng năm 2010 nhưng đã nhanh chóng gây lên một cơn sốt trong thế giới thú cưng khiến các bạn trẻ cực kỳ hứng thú. Phân loại chó có ghi Lúc đầu, những chú chó chân ngắn Corgi chỉ có một loại duy nhất và có tên gọi là Wet Corgi. Nhưng sau một thời gian, do có nhiều giống chó mới du nhập vào xứ Gale, Corgi bắt đầu được lai tạo với chúng và cho ra đời một nhánh mới có tên là Pembroke Wet Corgi. Người ta gọi ngắn gọn là Pembroke Corgi. Còn giống chó Corgi cổ xưa được gọi bằng cái tên khác là Cardigan Wet Corgi. Pembroke Corgi đang dẫn đầu trong nhóm những giống cảnh khuyển được ưa chuộng nhất trên thế giới. Chúng có ngoại hình khá ngộ nghĩnh, với phần mông to hình trái tim rất đặc biệt độ phổ biến của pem bốc cao hơn nhiều so với người anh em Cardigan Corgi. Đặc điểm ngoại hình Cả hai dòng chó Corgi đều có những điểm chung về ngoại hình như sau. Thân hình Corgi thuần chủng có đặc điểm chung, đó là thân dài và bốn chân ngắn. Khác với các giống chó cảnh hiện nay, chân Corgi càng ngắn, thân hình càng dài thì càng đẹp. Theo đó, những bé Corgi có ngực sát đất thì giá sẽ rất cao, và dù thân hình có phần lạ, mất cân đối, thì chúng vẫn luôn được săn đón nhiệt tình. Chiều cao, cân nặng, bem bốc Corgi. Các bé có chiều cao vào khoảng 25 đến 30 cm và cân nặng từ 9 đến 13 kg. Sống cảnh khuyển này sẽ phát triển đầy đủ kích thước, cân nặng đạt tiêu chuẩn khi 9 tháng tuổi. Tuy nhiên, Ben bốc khá tham ăn, do đó rất dễ bị béo phì. Cân nặng của chúng có thể lên đến 20 kg nếu bạn cho chúng ăn quá nhiều mà không thường xuyên tập thể dục. Cardigan Coggy, dòng Coggy này có kích thước nhìn hơn một chút so với Ben bốc. Chiều cao của chúng vào khoảng 30 đến 35 cm và cân nặng từ 12 đến 15 kg. Giống có ghi thường không có nhiều sự khác biệt giữa con đực và con cái. Cũng giống như Pembroke, Cardigan rất dễ bị béo phì. Bạn nên chú ý nhiều hơn đến khẩu phần ăn và chế độ tập luyện của các bé cún. Phần đầu, có ghi chân ngắn có đôi tay hình tam giác, dựng thẳng. Tai và mặt của các bé có tỷ lệ khá cân đối. Móng của có ghi dài và nhọn. Mắt chúng to tròn, miệng và khuôn hàm nhỏ, nhưng cực kỳ sắc nhọn. Nhìn tổng thể khuôn mặt của cóc ghi trông giống loài cáo nên chúng còn được gọi là phô Đuôi, đây là đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt giữa Pembok và Cardigan. Trong khi Pembok có đuôi cụt lùn thì Cardigan lại có đuôi khá dài và cụt. Thông thường, những bé Pembok khi sinh ra đều có đuôi ngắn. Nếu quá dài thì sẽ cắt đi khi được 2 đến 5 ngày tuổi. Theo Hiệp hội Chó Hoa Kỳ AKC, đuôi của Pem đạt chuẩn khi ngắn hơn 5 cm. Bộ lông Bộ lông dày hai lớp của các bé Corgi có kết cấu khá giống với loài chó tuyết Samoy, Alaska và hút ghi. Lớp lông trong ngắn, mỏng, mềm mượt có tác dụng giữ nhiệt, giúp có ghi chống chịu với khí hậu lạnh giá xứ gheo. Lớp lông ngoài thì dày và dài hơn, đặc biệt không thấm nước giúp có ghi thuận tiện trong việc di chuyển dưới thời tiết sương giá. Đặc điểm tính cách của giống chó có ghi Có ghi rất thông minh. Giống chó có ghi rất khôn ngoan. Chúng thuộc top 11 trong danh sách những giống cảnh khuyển thông minh nhất thế giới. Do có trí thông minh vượt trội nên việc huấn luyện cho chúng khá dễ dàng. Có ghi chỉ cần học từ 4 đến 5 lần là có thể nắm được những mệnh lệnh mà bạn ra lệnh cho chúng. Có khi thông minh, nhưng đôi khi rất ương bướng, có thể đôi lúc những chú cún này sẽ cố tình không làm theo ý bạn, đừng nghĩ rằng chúng không hiểu, có khi hoàn toàn nhận thức được hành động của mình, bạn cần phải nghiêm túc và cứng rắn hơn trong việc huấn luyện, tuyệt đối không được dễ dãi mỗi khi chúng không nghe lời. Năng động và hoạt bát. Giống cảnh khuyển chân ngắn này cực kỳ năng động, bạn nên dẫn chúng ra ngoài chơi thường xuyên, cho chúng chạy nhảy và nô đùa mỗi ngày để giải phóng năng lượng. Đồng thời, vận động sẽ giúp tiêu hao calo, tránh căn bệnh béo phì rất hay gặp ở giống cảnh khuyển này. Trung thành và thân thiện, có ghi cũng là một người bạn rất trung thành. Chúng thường chỉ coi một người duy nhất là chủ. Đồng thời, những anh bạn này có thể sẵn sàng lao vào ứng chiến nếu chủ nhân bị đe dọa. Có ghi khá thân thiện và rất yêu quý trẻ em. Tuy nhiên, có ghi rất tăng động, ít khi chịu ngồi yên. Bạn không nên cho chúng chơi với những đứa trẻ quá nhỏ tuổi. Cách chăm sóc cho giống chó Corgi. 1. Môi trường sống. Khi nuôi, bạn nên chú ý giữ môi trường sống xung quanh các bé có ghi luôn mát mẻ, nếu nhiệt độ quá nóng, bạn nên giữ các bé có ghi trong phòng điều hòa. Các loài chó đều ưa thích một không gian rộng rãi để chúng chạy nhảy, nhưng nếu bạn sống tại thành thị hay trong những căn hộ nhỏ thì hãy thường xuyên đưa có ghi đi công viên, dạo phố để giúp chúng giải phóng năng lượng, tập luyện và nô đùa nhé. Hai chế độ dinh dưỡng. Chế độ thức ăn cho chó là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng. Tương tự các loài vật khác, chó Corgi chỉ có thể phát triển toàn diện nếu được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, chất béo, chất xơ, tinh bột, vitamin và khoáng chất. Bạn không nên cho Corgi ăn quá nhiều chất béo, lượng thức ăn cũng nên vừa đủ vì rất dễ bị béo phì. 3. Các bệnh thường gặp ở chó Corgi. Thứ nhất, béo phì, nguyên nhân chủ yếu là do bạn cho chúng ăn quá nhiều chất béo và không hoạt động thường xuyên vậy nên bạn hãy cung cấp cho cuốn nhiều chất đạm, chất xơ, vitamin và giảm chất béo đi, kết hợp với tập luyện để chúng giải phóng năng lượng dư thừa nữa nhé. Thứ hai, bệnh tổn thương cột sống. Ấu trúc cơ thể có ghi là mông to chân ngắn, lưng dài, không cân đối. Vì thế chúng rất dễ gặp chấn thương xương cột sống khi vận động, quá mạnh hoặc nhảy quá cao. Thứ ba, bệnh về da. Chó có ghi cũng dễ gặp các vấn đề về da và lông. Do bộ lông của chúng quá dày, khó làm sạch, đây là môi trường lý tưởng cho ghẻ lở, bọ chét và ve chó phát triển. Đương nhiên giữ vệ sinh sạch sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bạn nên thường xuyên tắm rửa, chải lông, cắt lông, vệ sinh nơi ở cho chúng thường xuyên nhé. Nếu bạn đã yêu thích chú cún với ngoại hình cực đáng yêu, thân thiện và gần gũi với con người này, thì hãy mau mau sở hữu một chú chó có ghi đi thôi. Nhưng chắc hẳn bạn cũng đang băn khoăn về giá bán của chúng ở thị trường Việt Nam rồi đúng không? Giá chó có ghi tùy thuộc vào độ đẹp, màu sắc, độ thuần trùng, các giấy chứng nhận đi kèm. Nhìn chung có ghi cái sẽ có giá đắt hơn có ghi được một chút do nhiều người nuôi con cái chúng có thể sinh sản ra các lứa có ghi con, có thể chia làm các mức giá khác nhau như sau. Giá từ 8, 13 triệu, đây là giá của những chú chó có ghi thuần trùng, được sinh ra tại Việt Nam, có chó bố mẹ đều là chó nội, đã quen với khí hậu và môi trường ở Việt Nam. Các bé có ghi loại này khá được ưa chuộng do giá thành phù hợp với kinh tế người Việt và đã thích nghi rất tốt với khí hậu nóng ẩm. Giá từ 15, 25 triệu. Những bé cóc ghi giá từ 15, 25 triệu được sinh ra tại Việt Nam, có giấy tờ và da phả đầy đủ, được Hiệp hội Chó giống Việt Nam VK cấp giấy chứng nhận. Để được cấp giấy chứng nhận này, các bé cóc ghi cần phải có xuất xứ rõ ràng, biết được chó bố mẹ là thế nào và đến từ đâu, có thuần chủng hay không. Giá chó có ghi nhập khẩu từ nước ngoài, giá từ 30 đến 40 triệu, là giá của những chú chó có ghi con được nhập khẩu từ Thái Lan hoặc Indonesia. Về độ thuần chủng và ngoại hình, thì chó có ghi nhập khẩu thường tốt hơn chó nội địa. Các chú chó nhập khẩu thường có giấy tờ đầy đủ và gia phả rất tốt. Chó có ghi giá từ 50 triệu trở lên. Với mức ngân sách này bạn có thể sở hữu những chú chó có ghi nhập khẩu từ các nước châu Âu. Chất lượng, sức khỏe và độ thuần chủng cực kỳ tốt. Hơn nữa đây là các chú chó có ghi hậu duệ của các chú chó từng tham gia đốc sâu. Tuy nhiên dòng chó này rất hiếm, thường chỉ có các trại nuôi chó mua về với số lượng rất ít để nhân giống. Vậy là trên đây Mickey Family đã đi cùng với bạn tìm hiểu những thông tin xung quanh giống chó có ghi chân ngắn siêu đáng yêu này. Hy vọng bài viết trên đã giúp ích cho bạn trong việc chăm sóc thú cưng. Bạn hãy để lại ý kiến bình luận của mình về giống chó này và đừng quên like, sắp cờ doai cho video nhé. Tạm biệt các bạn.